tương lai hạnh phúc và tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Một bài hát mà Ngọc Huyền cũng được một số quý vị khán giả trong đây yêu cầu. Dạ, ở đây quý vị nào xem phim Sầu Riêng rồi ạ? Xem phim Sầu Riêng, dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn những tình cảm thương yêu đã dành cho Ngọc Huyền trong phim Sầu Riêng ạ. Và bây giờ để đáp lại tình cảm thương yêu, cũng đặc biệt hình như là các má, các mẹ coi nhiều ạ, tại cái số phận Sầu Riêng của cô mua bán Sầu Riêng này đó. Dạ, cái số phận của cô mua bán Sầu Riêng, dạ, đạo diễn Thương Dừa trong Tài Tử Miệt Vườn, dạ, Thương Dừa đã quay đặc biệt cái phim Sầu Riêng này cho Ngọc Huyền và đặt cho Ngọc Huyền một cái tên và bây giờ đang gắn liền với Ngọc Huyền ở trên mạng chứng chức, đó là cô mua bán Sầu Riêng. Và bây giờ thì khi mà cô mua bán Sầu Riêng ra đó thì tất cả mọi sầu riêng của tất cả chúng ta đã được thu gom lại hết, xóa sạch đi, ăn vào những cây đắng ngọt bùi để mà chúng ta đón nhận một tương lai hạnh phúc tốt đẹp hơn. Đặc biệt giống như bài hát của Ân Thiên Vĩ vừa hát đó, nếu ta là người tốt, ta không sợ gì những trắc trở trên đường đời, bởi vì mọi bước đường của chúng ta đi thì chúng ta trở thành một người tốt, một người con Phật, một người của Chúa, thì nhất định là được ơn trên che chở, mọi sự an lành hạnh phúc đến. Và bây giờ xin mời tất cả các mẹ, các cha, các chú, các anh chị chào pháo tay cho ban nhạc Kết Lai. Mà tại sao Ngọc Huyền đã dành cho ban nhạc một tràng pháo tay? Bài này tất cả dùng bằng dụng cụ âm nhạc dân tộc, nhưng mà các anh với những cây keyboard, với những cây trống, những cây bass và những cây xăng như vậy mà các anh đã bố ra bài hát Sầu Riêng để mà phục vụ cho tất cả đại gia đình ta ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn ban nhạc Kết Lai rất nhiều ạ. Sầu riêng em vẫn chịu sầu.
Chương trình sau thì Ngọc Huyền sẽ hát nhạc dance, sẽ hát bolero và đặc biệt sẽ có một tiết mục song ca với ca sĩ trẻ và có tấm lòng vàng từ Việt Nam sang, đó là em Ơn Thiên Vĩ. Rồi mình hẹn chương trình sau nha, để cho chúng ta cùng bolero, cùng nhảy đầm và những cái bài rất là vui nhộn. Và bây giờ thì mời quý vị lắng lòng, muốn xin chị Giang Ngọc hát trước cái bài cải lương này, bởi vì Ngọc Huyền sợ rằng các mẹ của chúng ta ngồi lâu quá, các mẹ mỗi lần các mẹ đòi về sớm và không được xem một ngày. Bài hát trích đoạn cải lương hồng bạn được mang tên Sự An Phi Dao. Phi Dao độc diện, mời quý vị cùng lắng nghe sau đây ạ. No.
Dạ thôi chút nữa hát nữa ạ. Hát ba bài này. Quá tuyệt vời. Mê Ngọc Huyền lắm. Nghe em thì mê. Rồi vô đi, vô đi. Rồi nhập vô luôn, nhập vô luôn, nhập vô luôn. Đây, chỗ này đẹp đây. Đang quay đó, đang quay đó. Đang quay à? Ủa rồi ai chụp? Không cần chụp, quay chụp gì đâu. Chào cả nhà thân yêu. Thưa quý bà con, Ngọc Huyền đang ở với A Sô gây quỹ cho chùa Hương Sơn. Và bây giờ thì Ngọc Huyền tự sướng một mình, tự quay một mình. Và cảm ơn sự thương yêu của tất cả quý khán giả đã đến với chương trình. Thì Ngọc Huyền hát cái phần 1 thì có những cái bài mà không bị bản quyền trên YouTube mới hát. Còn có những bài đụng trên bản quyền YouTube thì Ngọc Huyền không muốn quay. Chỉ có quay những cái bài mà có thể không bị đụng bản quyền trên YouTube thôi. Và cảm ơn sự thương yêu của tất cả quý bà con dành tặng cho chương trình gây quỹ trùng tu chùa Hương Sơn. Chúc sức khỏe, hẹn gặp lại. Cảm ơn.